Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Xưởng Tường Gỗ. Hôm nay em xin giới thiệu đến cho cả nhà hai mẫu chum phú quý được chế tác trên chất liệu là gỗ nu hương á. Và ngay bây giờ thì em sẽ quay sát lại để giới thiệu từng loại bình cho các bác cùng chiêm ngưỡng á. Và cả hai sản phẩm này thì được em đổi được trên chất bằng chất liệu là gỗ nu hương các bác ạ. Và các bác có thể biết thì gỗ nu hương thì một loại gỗ rất là quý hiếm rồi ạ. Và được xếp vào trong đó những gói 1A giống này gỗ quý hiếm á. Và gỗ nu hương thì lại có một ứng dụng rất là đặc biệt á. Và chính vì vẻ đẹp sần sùi tự nhiên và rất độc và dị ạ, cho nên là gỗ nu hương thì thường được tạo thành những cái tác phẩm trưng bày nghệ thuật ạ, và được đánh giá rất cao về vẻ đẹp thiên tạo ạ, cũng như tính chất quý hiếm của gỗ ạ. Và những cái cây gỗ hương lâu năm thì mới cho được cái chất nu ạ và kích thước của nó ạ, và hình dáng nu cũng rất là khác nhau ạ, và kích thước khối nu càng lớn thì tuổi thọ của cây gỗ hương thì càng cao ạ. Rồi ạ, và sau đây thì em sẽ giới thiệu cho các bác một sản phẩm thứ nhất ạ. Và sản phẩm đầu tiên em muốn giới thiệu đến cho cả nhà thì có kích thước là cao 21 ạ và đường kính bình là 33 các bác ạ. Rồi ạ, xem rồi em sẽ quay sát lại để cho các bác cùng chiêm ngưỡng những cái mắt nu ạ. Để các bác có thể thấy là những cái mắt nu trên thành bình ạ, rất là to tròn này các bác này. To tròn và quậy và quận và giống như rông, rất giống như đám mây này ạ. Để ạ, rồi em sẽ quay sát một vòng tác phẩm cho cả nhà ạ. Mắt chất nu mắt đỏ kín mít quanh tác phẩm luôn ạ. Những cái mắt nu rất là to tròn đấy ạ. Đấy ạ. Đấy ạ. Và đặc biệt thì bình nu này em đã được làm cổ thắt lại và bình phồng ra này các bác này. Có thể để chấn giữ tiền bạc rất là tốt ạ. Đấy ạ. Bình chất nu kín mít quanh tác phẩm luôn ạ. Và chum phú quý thì đang được rất nhiều người quan tâm ạ, và nhằm thu hút tài lộc cũng như chính bởi nét đẹp độc đáo của nó ạ. Và trong phong thủy thì chum phú quý được coi là một vật cất giữ tiền bạc ạ, bảo vệ tiền bạc cho gia chủ ạ. Và hơn nữa thì nó còn là một nét đẹp độc đáo về tiền tài ạ, tượng trưng cho sự sung túc đầy đủ và phát tài ạ. Và người ta quan niệm rằng chum càng to thì sẽ càng đem lại nguồn tài lộc dồi dào ạ, càng phát triển và càng thể hiện được sự an nhàn và giàu có của gia chủ ạ. Sau đây thì em sẽ quay tiếp đến chum thứ hai để giới thiệu cho cả nhà. Và chum này thì to hơn chum trước ạ. Và chum này có kích thước là cao là 21 ạ, và đường kính bình của là 33 ạ. Để em sẽ quay sát lại để cho các bác cùng ngắm nhìn những cái mắt nu của tác phẩm này ạ. Chất nu mắt đỏ kín quanh tác phẩm luôn ạ. Và các bác có thể thấy là chum này rất là to này các bác này. Trên thị trường thì những cái chum to như vậy thì rất là quý hiếm ạ, rất là ít ạ. Chất nu thì quá vip đấy ạ. Và các bác có thể thấy là bề ngoài không nhăn thín ạ, và cũng không được chạm trổ tinh xảo như những pho tượng gỗ ạ. Nhưng chính điều đó đã tạo nên một nét đẹp độc đáo trong con mắt của những người đam mê nghệ thuật ạ. Và chum phú quý thì là biểu tượng của sự đầy đủ, sung túc về tiền bạc, thịnh vượng trong kinh doanh ạ. Và khi các bác chơi những tác phẩm này trong gia đình thì sẽ giúp gia chủ chiêu tài chiêu lộc ạ, và giữ được tiền của tránh bị thất thoát ạ. Và chum phú quý thì mang một ý nghĩa cho gia chủ là phát tài phát lộc á. Và ngoài ra thì chum được thiết kế với thân to, cổ thắt lại ạ, miệng thường nơi ra với ý nghĩa là thu hút, trấn giữ tài lộc á, may mắn cho gia chủ á. Và cổ chum thắt lại thì sẽ giữ được tiền tài ạ, và tránh để tiền tài thất thoát ra ngoài ạ. Và chum phú quý thì tròn đều ạ, tứ diện, cho nên khi đặt tác phẩm ở trong nhà thì các bác không cần phải chọn hướng ạ. Và chum phú quý thì các bác có thể trưng bày ở những không gian như phòng khách hay bàn làm việc và văn phòng, hay là trên kê sắt ạ, với hàm ý này để thu hút tài lộc, mang lại cho gia chủ tiền tài may mắn ạ, và sự phát triển thuận lợi trong công việc ạ. Và khi các bác đặt những tác phẩm này cho gia đình thì nên đặt ở những nơi cao ráo sạch sẽ ạ. Và chính nên vì những cái nơi này là sẽ giúp cho chum phú quý phát huy được hết tác dụng. Và vừa rồi thì em giới thiệu cho các bác hai tác phẩm chum nu rất là vip rồi ạ. Và nếu các bác có quan tâm đến tác phẩm thì hãy liên hệ tới số hotline của cửa hàng là 0346509999 hoặc 0868688137 hoặc 0355678885. Và website của cửa hàng là xưởngtượnggỗ.com ạ. Và các bác có thể để lại phần điện thoại ở dưới phần bình luận ở mỗi video để em để được nhân viên bên em tư vấn một cách tốt nhất ạ. Và sau khi xem xong video thì các bác hãy nhớ để lại một nút like và một nút đăng ký kênh để hỗ trợ Xưởng Tường Gỗ ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ.